Chào mừng các bác đến với kênh Yêu Bếp Yêu Nhà. Hôm nay các bác hãy cùng làm món bánh quy mặn giòn xốp với em nhé các bác. Bánh quy thì em thấy có rất là nhiều cách làm, nhưng cách làm này em thấy bánh cũng rất là ngon. Các bác có thể thử nhé. Mùi thơm của hành lá khi nướng lên rất là thơm các bác ạ. Bánh mùi thơm ngậy của bơ quyện với hành lá. Bánh thì giòn xốp, thơm ngon lắm luôn các bác ạ. Cắn một miếng thì rất là giòn luôn. Vị mặn của nó thì rất là vừa phải, quyện với cái vị ngọt dịu đậm đà thì ăn không bao giờ ngán đâu các bác. Nếu mà các bác mà không thích có vị ngọt thì các bác chỉ dùng sữa tươi không đường thôi nhé các bác. Em sẽ dùng 80ml sữa tươi có đường à. Em cho vào một ký Âu ạ. Các bác có thể dùng sữa tươi không đường nếu mà chỉ thích có vị mặn thôi nhé các bác. Em dùng 40g bơ lạc tan chảy. Bơ lạc thì em cho vào nồi chiên không dầu và em sẽ cho lò nóng tầm 5 phút và nó sẽ tan chảy như vậy ạ. Em dùng 1/2 muỗng cà phê muối, ở đây là 2.5g ạ. Hòa tan cái hỗn hợp này lại với nhau. g bột mì số 8 ạ. Ở đây em dùng bột mì số 8 nhé các bác. g bột tàn mì. Bột tàn mì nó có tác dụng làm cho bánh nó cũng giòn và xốp hơn đấy các bác. Vì em không dùng muối nở nên em sẽ dùng bột tàn mì ạ. Thêm vào 1/2 muỗng cà phê men nở. Đây là 2.5g ạ. Các bác trộn đều khối bột lại với nhau nhé, thành một cái hỗn hợp bột như vậy. Sau đấy sẽ cho vào 35g hành lá. Và cái hành lá thì em chỉ lấy cái phần lá xanh và bỏ cái phần trắng đi. Các bác thái nhỏ như vậy. Cho vào 20g mè trắng. Mè trắng ở đây thì là các bác nào thích thì các bác bỏ, còn không thì các bác có thể bỏ qua. Em bỏ vào cho nó thơm ạ. Và trộn đều tất cả các hỗn hợp này lại với nhau nhé các bác. Sau đó em sẽ dùng tay và em sẽ nhào bột ạ. Bóp bột như vậy nó thành một khối. Các bác không cần nhồi bột lâu đâu các bác. Các bác cứ nhồi đến khi nào nó thành một khối bột là được ạ. Đây, bột quyện như vậy là được đấy các bác. Các bác không nên nhồi lâu quá thì khi mà nướng bánh thì nó dễ bị chai và cứng đấy ạ. Sau đó sẽ túm cái vo tròn cái khối bột lại và cho bột vào Âu. Đậy kín cho bột nghỉ 45 phút. Sau khi mà bột nghỉ được 45 phút đây các bác. Và bây giờ em sẽ đi tạo hình để nướng bánh nhé. Sẽ đặt khối bột lên miếng giấy nến, nướng bánh trong giấy như vậy. Và ấn dẹt nướng bột ạ. Em sẽ thoa dầu chống dính lên cây cán bột và cán bột mỏng ra. Các bác cán bột mỏng ra theo hình chữ nhật nhé các bác. Các bác cán như vậy ạ. Cán bột càng mỏng thì bánh nó càng giòn nhé các bác. Các bác cứ lăn bột như vậy đến khi nào mà nó mỏng ra là được ạ. Sau đó các bác dùng dao cắt 4 phần rìa xung quanh như vậy cho nó đẹp ạ. Nếu mà các bác yêu thích video thì em xin các bác một like và đăng ký ủng hộ kênh nhé các bác. Em cảm ơn các bác ạ. Các bác cứ cắt như vậy cho đến khi hết 4 bên xung quanh nhé. Sau đó sẽ cắt chia bánh thành từng phần tùy kích thước bánh to nhỏ mà các bác muốn là bánh như thế nào thì các bác cắt vậy nhé. Nếu mà bánh to thì nó sẽ được ít bánh, còn nếu mà bánh nhỏ thì các bác sẽ được nhiều cái bánh hơn ạ. Đấy là tùy sở thích của các bác để các bác cắt ạ.
Em cắt thì cũng chưa được đẹp lắm đâu các bác. Dùng nĩa nhọn chọc các lỗ nhỏ để khi nướng bánh không bị phồng lên nha các bác. Sau đấy em sẽ xếp các miếng bột vào khay nướng bánh lót có dây nến ạ. Cái phần rìa nó còn nó ít như vậy thì lát nữa em sẽ cán lại và em sẽ tạo hình thành những cái chiếc bánh mới ạ. Vậy là em đã xong ạ. Thì em sẽ làm nóng lò nướng trước 175 độ 15 phút và sau đấy cho bánh vào nướng khoảng 18 phút nhiệt 175 độ C ạ. Và tùy nhiệt mỗi lò sẽ khác nhau nên các bác sẽ canh bánh vàng mặt là được nha các bác. Bánh chín vàng thì lấy ra ngoài để cho bánh nguội ạ. Tiếp tục tạo hình và em sẽ nướng cái mẻ bột còn lại tương tự như mẻ đầu nha các bác. Vì là lò thì em hơi nhỏ nên em phải nướng thành 2 lần ý ạ. Vậy là em đã nướng xong mẻ bánh, bánh chín vàng giòn và xốp rất là ngon các bác ơi. Mùi rất là thơm, mùi bơ rất là thơm các bác ạ. Bánh mà các bác để nguội hẳn thì ăn rất là ngon hoặc là bỏ hộp kín bảo quản ăn dần nhé các bác. Nếu mà các bác yêu thích video thì các bác hãy ấn like đăng ký ủng hộ kênh nhé các bác. Em cảm ơn các bác đã xem video ạ. Chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nha các bác. Cách làm em thấy cũng rất là đơn giản, các bạn có thể thử nha các bác. Các bác hãy ấn biểu tượng chuông để nhận thông báo video mới nhất nhé.